Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 138. Đề bài như sau. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau. CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C2H5, Cl. Đây là một bài tập liên quan đến viết phương trình hóa học, đúng không nào? Muốn làm được bài tập viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa thì chúng ta cần phải xác định được chất ban đầu và sản phẩm, xem nó thuộc loại chất nào và tìm phản ứng thích hợp ở điều kiện thích hợp. Sau đó thì viết phương trình, đúng không nào? Ở đây chúng ta có CH4 muốn tạo thành CH2. C2H2 là một ankin, chúng ta sẽ được học ở bài sau. Thì ở bài ankan chúng ta đã được giới thiệu. Từ CH4 muốn chuyển hóa thành C2H2 thì chúng ta cần có nhiệt độ là 1500 độ C và làm lạnh nhanh, đúng không nào? Từ CH4 muốn chuyển thành C2H2. Đó, từ metan muốn chuyển thành acetylen, đúng không nào? Thì chúng ta cần 1500 độ C và làm lạnh nhanh. Đó. Chúng ta sẽ được học ở bài sau về điều chế acetylen. Ở đây cộng với hydro nào. Chúng ta cân bằng hai carbon, đúng không nào? Thì ở đây sẽ là 2C 8 hydro, ở đây có 2 rồi. Đây có 2 thì là 6 là còn 3. Nào. Đó. Phương trình này các em nhớ nhé, chúng ta sẽ được học ở bài sau. Tiếp đến từ C2H2 mà muốn tạo thành C2H4. C2H4 là một anken, đúng không nào? Ethylene. Thì chúng ta chỉ cần cộng hydro, đúng không nào? Từ C2H2 cộng hydro sẽ tạo thành C2H4, đúng không nào? Tuy nhiên thì ở đây chúng ta lưu ý là điều kiện, đó chính là chúng ta sẽ dùng paradin, đúng không nào? Và nhiệt độ. Đó. Quan trọng là điều kiện. Đúng không nào? Mà từ C2H4 muốn tạo thành ankan, chúng ta lại đi cộng tiếp hydro, và ở đây chúng ta có thể dùng niken làm xúc tác. Nó có nhiệt độ C2H4 sẽ cộng với hydro, niken làm xúc tác, đúng không nào? Nhiệt độ để tạo thành ankan tương ứng. Và từ ankan muốn tạo thành dẫn suất, đúng không nào? Thì chúng ta chỉ cần đi cộng với halogen, ở đây là clo, đúng không nào? C2H6 sẽ cộng với clo. Điều kiện là ánh sáng, đúng không ạ? Thành C2H5 Cl cộng với cả HCl. Nào. Đó. Chúng ta lưu ý ở đây là khi mà viết sơ đồ chuyển hóa thì cái quan trọng là chúng ta phải xác định được chất ban đầu thuộc dạng chất gì và sản phẩm người ta yêu cầu thuộc dạng chất gì. Và sau đó thì tìm phương trình thích hợp ở điều kiện thích hợp. Đó. Vừa rồi thì cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 138. Hẹn gặp lại các em ở các bài tập tiếp theo.